rồi chào anh em hiện tại thì chào anh em đã quay trở lại với dụng cụ cơ khí đình trúc à, trong video này em sẽ cho anh em xem những cái dòng sản phẩm của quật rồ à không một dòng thôi đó là một cái thùng đồ nghề của hãng quật rồ à đây là một cái thùng đồ nghề nha bây giờ em sẽ quay cho anh em xem cái thùng đồ nghề của quật rồ à, trọng lượng là hơn 8 kg hơn 8 kg cho anh em nha thì đối với dòng sản phẩm này á à, em thấy rất là phù hợp cho những anh em làm chuyên về bảo trì sửa chữa nhưng mà phù hợp cho chúng ta để nhà hơn trang trí hoặc là chúng ta làm cho một cái khu vực nào đó mà chúng ta có thể là xem giống như một chúng ta đề co một cái khu vực làm việc một cái góc làm việc của chúng ta thật sự là thú vị thì chúng ta nên sử dụng cái thùng đồ nghề này rồi bây giờ mình sẽ cho anh em xem rất là nặng 8 kg hơn anh em một hai ba đây đây quá tuyệt vời anh em đây là chiếc thùng đồ nghề của hãng quật rồi nha à trọng lượng là hơn 8 kg một chút xíu và chúng ta nhìn thấy rất là tuyệt vời như thế này đây à, à quên nữa nó có cái quay sách mà sao mình lại phải cầm phía dưới đây sách như này rất là tuyệt vời nha rồi bây giờ em sẽ quay cận cảnh cho anh em xem nè anh em mình xem nha đây là chiếc thùng đồ nghề với những cái khóa hai cái khóa gậy thế này và đây các bạn nhìn thấy cái chữ quật rồ nè đây nó nổi lên rất là đẹp luôn ha đây là một cái ổ khóa để chúng ta khóa lại à, mở ở bên trong Đúng rồi, mở ở bên trong chứ bên trong thì sẽ là một cái ngăn như thế này wow rất là tuyệt vời các bạn à một cái ngăn chứa như thế này có một cái chìa khóa bên trong nè đây là cái chìa khóa rồi thì sẽ có hai ngăn kéo phía dưới hai ngăn kéo như thế này một ngăn và hai ngăn thì kéo ra rất là im luôn các bạn và đối với dòng sản phẩm này thì mình thấy có một cái điểm nhấn đó chính là cái tay kéo á chúng ta sẽ có được cái màu đỏ như thế này nè tạo thành cái điểm nhấn rất là sang trọng cho cái thùng đồ nghề này vậy thì cái kích thước của cái thùng đồ nghề này hiện tại là như thế nào đây các bạn nhìn thấy nè cái thùng đồ nghề như thế này ha kích thước sẽ là 540 xin lỗi các bạn 510 mm nhân cho 265 mm và cao sẽ là 280 mm cho chiếc thùng đồ nghề này của hãng Wardro vâng và hai cái ngăn kéo này sẽ là cái điểm nhấn cực kỳ quan trọng cho cái thùng này trọng lượng thùng là hơn 8 kg và kích thước là như mình vừa thông báo cho các bạn đây các bạn nhìn thấy quá đẹp thì uh, giá sản phẩm thì cũng cực kỳ mềm theo mình nghĩ là rất là mềm uh, để cho anh em dễ dàng có thể sở hữu được nha rồi thì anh em mình uh, nếu mà chưa có đăng ký kênh youtube bên mình thì anh em đăng ký kênh youtube nha mình sẽ làm thường xuyên hơn về những cái dòng sản phẩm uh, cho anh em mình xem trên kênh youtube nha thời gian qua thì mình cũng hơi bị bỏ bê rồi bây giờ mình sẽ làm lại cho anh em về những dòng sản phẩm nên anh em mình có gì thì follow mình nhé